Vậy hả? Rồi, ông Đờn này ông biểu là con ca cái bài Tự Con Viết nè mẹ. Mẹ thứ mấy? Thứ ba. Nhà má, má ba ngồi xích ra đây chú quay. Cho tôi xin phép, mạng phép mời bà ngồi ra đây nè. Đây, năm nay má ba nhiêu tuổi rồi? 73. Đầu bạc khóc tiễn đầu xanh. Thưa quý vị, bài ca mà cái ông Đờn này ông biểu tôi, ông nói ca cái bài Nói Về Mẹ đi, mà cái bài ông viết á. Thưa má, con có viết cái bài ca là và cách đây cũng 2 năm má con chết, con còn ở Sài Gòn, con nhớ con hát ở Vĩnh Lộc. Điện, hình như điện giờ này nè, nó má tôi hấp hối rồi cho nên tôi phải về. Con phải hát thêm 2 bài nữa, con chạy từ đây về An Phú. An Phú là cái chỗ mà bây giờ dịch nhiều lắm á. Dạ, yeah. Dịch vô cùng nhiều luôn, cao hơn đất nước Việt Nam rồi đó bây giờ. Dạ, con về tới dưới, sáng hôm sau con chở má con về. Và bài ca này con tự viết tặng cho má con trước khi ra đi. Bây giờ con sẽ tặng cho má ha, bổn phận của người con ha. Dạ, bây giờ con nghĩ má là má đi, giờ con tặng nè. Và má thay má con nghe, nghe những gì mà con tâm sự. Rồi, bài ca Mẹ Đợi Con Về xin tặng hết cho toàn thể quý vị. Tặng cho má ba, gửi đến dòng hồn của em Hiệp. Mẹ ơi, con đi xa xứ về thăm mẹ, nhớ ngày nào mẹ tựa cửa chờ con. Thương con mẹ đợi từng giây, từ đây mất mẹ còn đâu mẹ chồng. Mẹ ơi, nhận được tin mẹ sắp ra đi thì cõi lòng con như ai dò ai xem. Đường về quê còn hàng trăm cây số, con vội vã về cho kịp chậm chậm. Mẹ ơi, cho con nhìn mẹ, cho mẹ được gặp con lần cuối trong đời. Mẹ ơi, phải chăng mẹ đợi con về? Con nhìn từ mẹ sẽ qua cơn bão bình, để mẹ sống đời, sống mãi với con. Ôm mẹ vào lòng, con nghe mẹ gọi, mẹ gọi con ơi. Anh em dù có lỗi lầm chi, hờn trách mà làm gì, bởi cùng chung dòng quyết thông. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị. Lo cho các con ngày đêm lắm.
Mẹ ơi. Ngôi nhà cũ nay mưa dầm thấm dột, mẹ bảo với con rồi lo sửa lại đi con. Dù mái tranh dắt lá cũng ấm lòng, tường cao cửa kính mà không người hương khói. Mẹ ơi con sẽ làm theo ý mẹ, đối với tổ tiên phụng thờ kính trọng bao hiếu đền ơn nghĩa nặng tình thâm bới phần làm con hiếu đạo du tròn. Mẹ thương dạy con sống cao sang đừng quên nghĩa tình, lời mẹ dạy là khuôn vàng thước ngọc, nhưng đường đời còn lắm nổi trong gai. Mẹ ơi con sẽ làm theo lời mẹ, con sẽ sửa lại ngôi nhà xíu dột, thờ tổ tiên thờ mẹ cha cho trọn đạo, cho con cháu ngàn sao nổi tiếng và lưu truyền. Hỏi còn tô giá luộc mẹ để trong tủ, uống đi con, uống đi con để khỏi phải tắt tiếng khan hơi. Thương con mẹ hiểu lòng con chén cơm bát nước, mẹ cho con ấm lòng, nhưng mẹ ơi con có lỗi với mẹ là không chăm sóc mẹ dù chỉ là chung trà chén thuốc. Nếu được kiếp sau con xin làm con của mẹ để trọn cuộc đời con hiếu đạo với mẹ cha.